Ok, cho toàn thể anh em đến với xe nó của chúng ta. Thì anh em thấy thì đội hình của team mình pick cực kỳ là dị luôn. Thực tế thì mấy anh em đang ngồi cùng với nhau đánh mang tính chất gọi là vui vẻ anh em ạ. Mà lúc có team địch chat cấu gọi là yêu các bạn. Và mình đối đáp lại xíu gọi là ok ok và ok. Tính bên mình ok ok và ok. Thế anh em thấy trận đấu này tính bên mình có điều gì kỳ lạ hay không? Tức là đội hình toàn là đội hình phun pháp sư anh em ạ, phun xả thương phép. Natalia, Kera, Vera, Dirac, rồi Zata. Mình thì cầm Zata đi ở vị trí đường giữa. Một trận đấu thì cũng mang theo tính chất gọi là vui vẻ, chứ không phải là theo tính chất gọi là leo rank để có thể là hiệu quả nhá. Nên là mình chắc chắn thì sẽ không khuyến khích anh em sử dụng đội hình này, bởi vì sử dụng đội hình này thì chắc chắn team bên mình cũng biết là xíu nữa team bên địch sẽ lên những món đồ kháng phép, ví dụ như đó là huấn chương trói và giáp gai á. Thích quá cái clip này thì anh em cũng có thể đó là nhận ra một số điều. Nhưng mà trước hết thì anh em được là theo dõi thì để xem gọi là liều nắm pháp sư thì có làm được đó là trò trống gì ở trận đấu này không. Thì cũng gọi là gần trung thu rồi, thì mình không có gì thì gửi lời chúc đến toàn thể anh em đó là có một trung thu thật là vui vẻ, có những lễ hội đó là thật là tuyệt vời. Trung thu là Tết thiếu nhi, cớ sao người lớn lại đi chơi nhiều. Chơi nhiều thì hay làm liều, mà làm liều thì lại có nhiều thiếu nhi ấy. Trung thu thì có lẽ là cũng dành cho đó là các em nhỏ, thì mình cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể. Thì đây chắc là các em nhỏ mà dưới lớp 10, 15 tuổi trở xuống thì chắc là còn rất là ít. Có lẽ là toàn có lẽ là con của các người lớn tuổi, bởi vì kênh mình thì người lớn tuổi xem rất là đông. Nên là mình xin gửi lời chúc đến các con của anh có những ngày lễ trung thu thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình, có nhiều quà. Ok, thì quay trở lại với trận đấu này. Rồi, ê ná này, ê ná này, ê ná này. Chạy đâu, này thì ná này, này thì ná này. Ôi, còn một xíu máu. Rất tiện ná lên bảng điểm số. Thì hôm bữa thì cũng có đó là anh em cùng ngồi lại với nhau chơi 5 vị tướng xạ thủ. Mình luôn nói với anh em rằng mình không khuyến khích anh em pick đội hình này nhá. Anh em mang tính chất vui vẻ. Đúng là pick đội hình này thì công nhận đó là anh em khi mà chơi cùng, ngồi cùng nhau thì chơi cực kỳ là vui luôn. Hôm trước nắm xạ thủ vậy, mấy anh em ngồi nhau đó là chơi cực kỳ là vui. Bây giờ thì mình sẽ đó là xuống bắt team bên địch này. Nhận thấy giá khá là thấp máu rồi. Và này thì kết liễu được vị trí của ra rồi. Mình lại tiếp tục đó là bay vào vị trí của Malok. Ở pha này thì bắn thương thêm một phát nữa mà lọc lên bảng điểm số. Với đội hình này thì thực tế thì sẽ khó đánh hơn đội hình so với các vị tướng xạ thủ. Xạ thủ thì chỉ cần ở là anh em ổn một xíu thì ở giai đoạn V6 lượng đám sẽ cực kỳ là to. Còn đội hình này mà tém bên địch đóng toàn là huấn chương trói, toàn là giáp gái á thì thực sự rất chỉ là khó. I will finish what I started. Rồi, pha này thì sẽ bắt là vào vị trí của ra này. 3 tách, 4 tách, 5 tách và bắt ra tém đi trong trụ, mất luôn đó là cái tốc biến. Rồi, còn một xíu 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 máu nữa và đánh thương và tiện ra lên bảng điểm số. Đối đầu với ra thì chỉ cần ra không có bo sốc đám được mình là mình có thể cất cánh và sốc đám vị trí của ra là chuyện bình thường anh em nhé. Với giá ta là một chất tướng có cái lượng sát thương lớn và khả năng bắt mục tiêu cũng rất chưa là tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó thì vị tướng này cũng có những điểm mạnh và những điểm yếu. Thì tất nhiên thôi, vị tướng nào cũng vậy thôi. Xén kẻ đó là điểm mạnh thì đều có đó là những điểm yếu. Đối với giá ta thì cũng vậy. Giá ta nếu mà anh em cất cánh được thì thành chiếm đại bang. Rồi pha này mình sẽ cất cánh bắt ra này. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Rồi, tốc biến đuổi theo lên. Và tiền đó là ra tém địch lên bảng điểm số.
cất cánh được, đặc biệt là nắm tách thì sẽ thành chim đại bàng, còn không cất cánh được thì giá tá sẽ cực kỳ là phế. Giá tá thì thực sự đó là một vị tướng không phải là dễ chơi. Bay được thì dễ, nhưng mà bay cho hiệu quả, bay hồi chiếu rồi bay nắm tách thì không phải là dễ. Nên là tất nhiên anh em phải tập luyện với vị tướng này nhiều, anh em mới có thể bay tốt được. Mình thì là một người bay giá tá thì cũng không phải là tốt, chỉ máng gọi là biết bay thôi. Rồi, và này thì định bay ná, nhưng mà ná thì nó cơ động hơn, nên là mình sẽ lùi lại một xíu. Đáng nhận thấy giá của tem đích này, và này thì liệu có bay được ra hay không, nhưng mà đáng hai người nên là mình cũng sẽ lùi lại một tí trước đã. An toàn là trên hết. Rồi, pha này bắt luôn vị trí của Ra này, chạy đấu chắc chắn đấy, pha này Ra lên bảng điểm số rồi. Lần thứ 3, đó là Ra không thể thoát được. Bay đơn mục tiêu thì sẽ không bị chia đám và cái lượng sát thương của Ra ta sẽ được tối ưu nhất. Đầu trận thì mình đang còn khá là khỏe, khi mà tem bên địch thì đang máu giấy và chưa có những gọi là đồ phản phép. Còn giai đoạn 16 thì khi mà má lốc nó khỏe dần đều thì cũng sẽ hơi khó chơi. Tất nhiên ở trận đấu này thì team bên mình lường đám thì cũng rất tốt, đến từ vị trí của Kera, đến từ vị trí của mình nữa, và có khiến chắn đến từ vị trí của Rizak nên cũng ổn. Rồi pha này thì mình sẽ bắt ở là vị trí Ali tem địch này, và cất cánh và tiện Ali tem địch lên bảng điểm số. Nói chung để mà giá tá bay được như vậy thì khá là đơn giản, còn mà để bay nâng cao thì cũng khá là khó, chứ không phải là dễ. Kiểu là thứ nhất anh em bay giảm hồi chiếu này, thứ hai nữa đó là anh em gọi là cất cánh, gọi là bay dích dắt các kiểu, giống như kiểu các idol tục gia tá chẳng hạn ấy. Thực sự thì chắc chắn thì mình không thể đó là so sánh được với các gọi là idol tục gia tá đâu, bởi vì người ta chơi chuyên một con thì người ta quá hiểu về chất tướng, giống như mình đó là chơi Triều Vấn vậy ấy, cục vàng Triều Vấn. Thì chắc chắn là mình quá là hiểu đó là về chất tướng Triều Vấn rồi. Nên là vì thế thì chơi vị tướng đó gần như đó là mình chơi rất chỉ là chắc tay. Tất nhiên thì cũng có những trận đấu gọi là phím, hoặc là cũng có những trận đấu đông đôi gánh tím, nhưng mà chắc tay và hiểu đó là về chất tướng. Còn đối với giá ta thì mình ở mức gọi là biết chơi, biết bay và truyền bạt đạt cho anh em thôi. Còn để mà chơi hay vị tướng này ảo diều thì thực sự đó là mình chưa có. Thì tất nhiên thôi, để mà so sánh được với các bạn gọi là top giá tá, ngày nào cũng chơi giá tá ít nhất cũng phải 2-3 trận, có ngay thì tầm chục trận, thì thực sự đó là cái đó thì rất khó rồi. Bởi vì khi người ta bay như vậy thì người ta hiểu, quá hiểu về chất tướng, người ta thuần thục. Còn mình thì chỉ hướng dẫn căn bản cho anh em để có thể bay được thôi. Về chiêu thức của giá tá thì rất đơn giản, nhưng mà để kết hợp được đó là một vấn đề. Chiêu thứ nhất thì anh em bắn ra đó là một viên đạn theo hướng chỉ định. Ở mục tiêu mà ở xa ấy, viên đạn sẽ nổ ấy và gây sát thương lớn hơn. Chiêu thức thứ hai thì anh em tung ra khu lốc, có lốc đi và lốc về gây sát thương. Còn chiêu cuối thì anh em kích hoạt để có thể bay thôi. Đây, pha này thì mình kích hoạt để bay, nhưng mà không có ai cả, ná thì nó cỡ đồng hơn nên là nó chạy được. Nói chung về chiêu thức thì khá là đơn giản, và anh em nên nhớ rằng đó là khi anh em bay á, thì nên kết hợp thứ nhất đó là chiêu 1 và chiêu 2. Lốc của chiêu 2 và chiêu 1 chạm nhau phát thì nó sẽ nổ sát thương anh em ạ. Vì thế thì anh em cũng biết tận dụng dành cho mình. Tức là chiêu 2, lốc chiêu 2 và chiêu 1 anh em chạm nhau phát thì cái lượng sát thương sẽ ok. Đây, và này thì mình sẽ bắt tem địch luôn này. Rồi, tôi bắt đổ ra nhá. Nó tiện ra lên bảng điểm số. Alice thì chỉ còn xỉu máu, rất tiếc. Và này không có tốc biến này, có tốc biến là ăn được. Thì lại có 6 giấy nữa là lại có đó là chiêu cuối rồi. Thời gian hồi chiếu thì cũng rất là nhanh. Rồi pha này thì má lốc này, bắt luôn là vào vị trí của má lốc này. Chạy đâu, này thì chạy, này thì chạy, nhưng mà chưa đủ sát thương anh em ạ. Luyện ngục của má lốc được sử dụng thêm sự hỗ trợ đến từ giáo sú nữa. Mình tốc biến để né cú luyện ngục và lùi về một cách an toàn. Thường thì mình sử dụng gọi là cách bay căn bản nhất của vị tướng giá tá này là sử dụng chiêu 2, sau đó thì sử dụng chiêu cuối cất cánh. Anh em sử dụng được di chuyển để lượt, và tối đa anh em gọi là được 5 điểm ấy, thì cái lượng sát thương khi anh em bay lên thiên dực sẽ được tối ưu nhất. Bên cạnh đó, khi anh em lượt thì tốt nhất là anh em lượt trúng tướng địch dành cho mình,
kết hợp thêm gọi là đòn đánh đến từ chiêu 2 và chiêu 1 nổ đám nữa. Đấy, ví dụ phá này chẳng hạn này, anh em thấy thì bay luôn này. Và một, còn một xíu máu. Tiếc nha. Phát đó thì mình hơi thàm anh em ạ. Kiểu là hai người chạy hai ngã ấy. Mình tưởng là ăn được hai người luôn, ai dè là không ăn được. Nói chung cách bay cơ bản thì vẫn là sử dụng chiêu 2, sau đó thì kích hoạt đó là chiêu cuối và sử dụng nút di chuyển để bay thôi. Bên cạnh đó thì khi tiếp cận tốt nhất là anh em lượt trúng tướng đích danh cho mình. Rồi tiếp theo nữa thì anh em sử dụng chiêu 2 và chiêu 1 để gây sát thương. Bên cạnh đó thì giúp đỡ là giảm thời gian hồi chiêu cuối cực kỳ là tốt. Rồi, tình huống này thì anh em thấy tập trung rất là đông, ra thì cũng khá là thấp máu và tiện ra lên bảng điểm số rồi. Và này thì mình sẽ lên bắt tìm mình địch luôn nhá. Rồi, bắt luôn này. Và double kill dành cho vị trí của Kera team building. Và này Kera team mình đã phải lên bảng điểm số rồi. Mình liệu có thoát được hay không? Cuối cùng thì cũng không thoát được anh em ạ. Một phá tráo đổi rồi lần. Ui, tôi xong rồi. Thế mình bị quét sạch rồi. Qua đã cứu dành cho vị trí của Na. Tại bên địch thì anh em thấy thì đóng khá là nhiều đô cấp, gọi là cấp 2 kháng phép rồi. Xíu nữa thì chắc có lẽ tìm bên địch đó là Ná có huân chương trói này, rồi thế mà lốc huân chương trói này. Từ giờ về sau là bắt đầu khó dần đều rồi đấy. Kiểu đội hình này là đội hình ở chúng chơi theo thiên hướng vui vẻ, chứ anh em dùng để leo rank thì rất chỉ là khó nhá. Đặc biệt là trận đấu này tém bên bàn những chất tướng không phải là tánh cỡ tốt đấy. Ví dụ Alex chẳng hạn, chứ gặp mà thực sự gọi là gặp tánh cỡ vì dường như kiểu Thến này, tá ra cả kiểu thì thực sự anh em mà pick đội hình này thì chả khác nào gọi là mới đó là cho tá ra và Thến cả anh em ạ. Những vị tướng như vậy thì cái lượng sát thương thì không nhiều, nhưng mà bên cạnh đó thì nó mà đóng huấn chương trói cả. Bây giờ anh em thấy thì ná tém bên bàn đóng huấn chương trói, mình bay cái lượng sát thương cũng không được nhiều nữa. Kiểu là những build đồ kiểu là khắc chế lẫn nhau thì sẽ dễ đánh hơn. Thì khi mà tím toàn là đầy đủ sát thương phép như thế này thì tém bên địch không cần lên vì giáp thống khổ, hoặc là không cần lên khiến thất truyền các kiểu, cứ đóng phún kháng phép là ăn thôi. Đó là cũng những điểm anh em cần lưu ý khi đó là gặp đội hình nhiều sát thương phép thì anh em đóng đô gọi là theo thiên hướng, gọi là kháng phép đúng không? Còn trận đấu này thì mình đánh cùng bạn bè chơi cho nó vui vẻ thôi, mang tính chất gọi là anh em vui vẻ nhau, giao lưu vui vẻ nhau. Anh em thấy thì tìm đến mình. Nói chung thì cũng khá là hay, kiểu là vui vẻ nhau là chính thôi. Rồi, pha này thì ăn được màng đó là của vị trí Alex rồi, mình tốc biến. Liệu còn né được, vẫn né được cú viễn trình kích đến từ vị trí của áo súp. Nhưng mà eo su thì cũng ăn được, đó là team bên mình rồi. Ui, ăn được một người, ăn được hai người. Ui, eo su làm hết anh em ạ. Double kill dành cho eo su tiếp rồi. Bây giờ khó quá, ná tới miên bàn đóng lên huấn chương trói, đóng cái đuôi gà như vậy rồi thì rất chết là khó để xuyên quá. Tầm này thì bắt rá là dễ nhất thôi, rá bởi vì nó lên full down thì mình bắt dễ nhất. Còn thực sự bắt các vị tướng khác cực kỳ là khó. Rồi pha này thì bắt rá này, rá thì khá là dễ bắt anh em ạ, chỉ cần nó combo không sốc đám được mình là mình có thể bắt được nó thôi. Anh em thấy đi bay tiền đó là vị trí của rá lên bảng điểm số khá là dễ dàng. Rồi pha này bắt eo su này, có chiêu cuối rồi này, eo su này, ôi thêm đó là ông Alice nữa, ê khó rồi. Pha này eo su nó lên cúng ta má, ôi lên thêm cả Gumuri nữa, không ăn được là đúng rồi anh em ạ. Tình huống đó nếu mà không có Alice thì mình có cơ hội ăn được, còn có thêm Alice nó búp giáp các kiểu nữa thì thực sự rất là khó. Mà khi không sóc đam được nó phạt nó có cái cúng tà má nó bật lên thì thôi xong. Ôi rồi, vừa có cái gươm Uri kháng phép
chống sốc xả thương vẹp, kiểu là toàn lên đồ khoảng vẹp như thế này thì bây giờ tìm thấy mình hơi khoái đấy, mà lóc cùng cái đuôi gà trên bản thân thôi, toàn là đuôi gà với những món đồ khoảng vẹp. Thì hiện tại những món đồ khoảng vẹp ví dụ như giáp gai á này, khoảng vẹp ở mức trung bình này, rồi tiếp đến kia gươm Uri thì cũng khoảng vẹp, kiểu là khi thấp máu thì sẽ búp một lớp giáp ảo chống xả thương vẹp ấy. Còn nâng cao nhất đó là cái huấn chương trói thì kháng phép đỉnh cao rồi. Nếu là thực sự tém bên địch mà đóng vừa huấn chương trói vừa giáp gai á thì tém mình gọi là gần như gọi là cơ hội bất lực anh em ạ. Thì trận hiện tại thì cũng đáng khá là kéo dài rồi, nhưng mà tầm này thì sau cái giao đoạn đầu trận thì mình có lợi thế, mình cứ bay là có màng, nhưng mà thời điểm bay thì chắc chắn là không bao giờ có chuyện bay là có màng, trừ khi bay vào vị tướng giá của tay Mendic hoặc là vị tướng Alex của tay Mendic, bởi vì hai chất tướng này thì lên full phép, còn những chất tướng khác thì thực sự rất là khó. Kể cả đó là Eo Su ở thời điểm hiện tại mình cũng khó bắt chứ không phải là dễ nhá. Eo Su đó là vừa có cung ta má rồi vừa có thêm gươm Uri nữa, không phải là dễ. Cái này lên check để tém bên địch có an ta thân xê ra hay không, nhưng mà tém địch không ăn, thôi chắc là phải biến về thôi. Tìm bên mình thì cũng lên bảng điểm số 2 người rồi. Nói chung bây giờ về thể trận thì tìm bên địch gọi là quá là nhiều ưu thế so với tìm bên mình rồi. Và này thì cất cảnh bắt ra là mình vẫn bắt dễ nhất anh em ạ, rồi ra chạy đâu, chạy này, có nhánh bằng mình hay không. Nãy giờ thì chủ yếu là bắt được ra anh em ạ, bởi vì ra thì nó lên phún phẹp luôn, không có đồ khoảng phép nên là mình bay là chắc chắn là sẽ ăn được. Rồi pha này bắt này, ông này có bắt được hay không này. Rồi pha này bắt tạm rồi, ông Alex cũng được, cứ nhe những vị tướng không có khoảng phép anh em ạ. Còn Eo Su thì nó cũng lên, đó là cái huấn chương trói luôn. Rồi pha này hôi chiêu, thực sự có quá là nhiều đồ chơi đến từ Eo Su nên là mình không mặn mà nữa anh em ạ. Thứ nhất là huấn chương trói này, thứ hai cũng tà má này, thứ ba đó là cái gươm Uri này. Lên đô thì phải gọi là siêu rồi, anh em thấy không sốc đám nổi Eo Su luôn ấy. Rồi pha này, ê pha này thì được này, ôi vẫn không ăn được. Rồi cuối cùng nó vẫn quay trở lại ăn được vị trí của Vira tìm bên mình. Nói chung của quá là nhiều đồ chơi, anh em thấy lên đô kìa. Rồi nà tìm bên bàn huấn chương trói, rồi tiếp đến thì Eo Su gọi là cái gươm Uri, tiếp thêm nữa thì huấn chương trói, tiếp hai món đồ kháng phép, rồi ma lộc thì lại vừa huấn chương trói vừa giáp gai á. Nói chung đội hình pick theo thiên hướng vui vẻ. Tất nhiên khi bán pick thì team bên mình cũng nhận ra đó là cái sự nguy hiểm, nói chung khó chơi thôi, mà chủ yếu là mang tính gọi là pick vui vẻ, chơi vui vẻ thôi. Còn nếu mà thực sự nếu mà anh em đi đơn, hoặc là nếu mà anh em kiểu là không đánh cùng nhau ấy, thì tất nhiên là trận đấu này thì GG tầm khoảng phút thứ 6 rồi. Còn hiện tại thì anh em thấy thì phút thứ 18 rồi, nhưng mà team bên mình vẫn đánh. Tiêu chí của mình vẫn là con trù là con G. Mà trận đấu này thì chủ yếu là vui vẻ. Ôi thôi xong rồi, pha này thì chắc là tắt điện rồi anh em ạ. Bị lỗi rồi, bị đẩy lui rồi, bị làm choáng, và cuối cùng thì mình không thể gọi là cất cánh được và lên bảng điểm số tại American được ta thân thế giá. Và khi mà một lần không cất cánh được thì chắc là đấy là dấu hiệu đó là dành cho team Manic thổng tấn công thôi, bởi vì thời điểm hiện tại thì rất là khó rồi, có quá là nhiều đồ chơi của team Manic được đó là lên, nên anh em thấy thì rất là khó luôn. Đến xa thủ của team Manic cũng lên, đó là hai món đồ kháng phép luôn. Rồi và có lẽ là trận đấu thì sẽ kết thúc ở đây thôi. Nói chung anh em thì chơi theo thiên hướng vui vẻ, còn mình thì không bao giờ khuyến khích anh em sử dụng đội hình này để vào leo rank nhá. Còn tìm bên mình thì đánh vui vẻ và cười nói vui vẻ thôi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.